Con chào sư. Con mới biết một hội chúng tu tập của một sư hệ phái Nam truyền. Mà theo lời của các đạo hữu ấy thì mọi người có thể chứng các tầng thiền, sơ nhị tam tứ thiền một cách không khó khăn. Và có nhiều người khẳng định đắc các tầng thiền rồi ạ. Ngày đầu tiên đã có thể khẳng định cho mọi người trải nghiệm hạnh phúc nội tâm kỳ diệu của bốn tầng thiền. Sơ nhị tam tứ thiền do Phật Thích Ca Mâu Ni truyền dạy với hai loại chú tâm có tầm có tứ và không tầm không tứ độc nhất vô nhị. Bằng cách ngồi uống trà, cắn răng và nghe nhạc sư ạ. À. Về xin sư ý kiến của sư, và sư đã từng gặp những vị chứng đắc các tầng thiền chưa? Ở thế gian nó có cái từ á gọi là cạn lời á, chắc có lẽ là sư cũng mượn để sư mô tả, mà nó kẹt cái như vậy nè, là họ tự hào về cái đó, mà khi mình sư chỉ nhắc họ có lần họ tới họ gặp sư á, sư chỉ nhắc họ là ba cái trò đó đó anh chế ở đâu ra vậy, anh căn cứ theo kinh hay là anh tự anh chế ra vậy? Mà họ tới cái mức độ như vậy nè, họ chế ra một chục loại, mà họ chỉ nói là nhưng mà bây giờ nó có cái cắn răng, trong kinh Phật có cắn răng rồi, là coi như là cái khác đúng hết. Nó giống như cái thể loại mà mình cho một cái nồi cẩm vô đó, rồi mình xé một trang kinh Phật, mình nhét vô một cái, mình nói toàn bộ cái nồi lẩu này là của Phật hết. Thì sư lười trả lời, mà thiệt tình là cũng một phần do lúc đó lo chuẩn bị khóa thiền ấy, cho nên là không có tinh lực để mà trả lời, và cũng không có nhu cầu trả lời với cái người họ như vậy nữa. Tức là họ vừa thiền trà, họ vừa thiền cái thứ gì đâu á, vừa ngắm đồng hồ, rồi vừa ngắm cảnh, rồi vừa nghe nhạc, rồi làm đủ thứ hết trơn á, mà chỉ dính có mỗi cái vụ là có cắn răng nè, để lưỡi lên nóc họng cắn răng, rồi là họ gom hết ba cái thứ hổ lốn đó họ nói là Phật dạy. Thì sư rất ái ngại với cái kiểu thực hành như thế mà chứng sơ nhị tam tứ thiền. Thì cái đó thì tự mình chơi với nhau thôi. Ai muốn chứng kiểu đó thì chứng, chứ còn sư rất ái ngại. Cái này sư mở ra một vấn đề nữa này. Ngay cả những vị sang Miến Điện đi truyền thiền Pháp Ốc mà nói là chứng sơ nhị tam tứ thiền ấy, là cũng cần phải xem xét một cách kỹ lưỡng và cẩn trọng. Tức là mình qua Pháp Ốc là mình hành thiền là ngon lành rồi đó, mà các sở chứng cũng cần phải cẩn trọng. Huống chi là ba cái kiểu mà thiền uống trà, cắn răng nghe nhạc, thì phải nói là bây giờ sư không biết dùng cái lời nào để diễn tả. Thôi thì đó, sư hướng dẫn thiền theo đúng lời của Phật dạy, thì cứ căn cứ theo tứ niệm xứ mà dạy. Rồi thì ai có duyên thì học với mình. Còn ai vô duyên vô phần mà không biết là hồi xưa mà tạo cái kiểu nghiệp gì đó thì mới ưa được cái kiểu dạy thiền như thế, thì thôi thì chỉ có thể dùng lòng bi mẫn với chúng sanh thôi. Và cũng hiểu là mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Mình có nghiệp của mình, họ có nghiệp của họ. Chứ giờ biết sao giờ. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, trong cái câu hỏi này nè, thì ngay từ ban đầu, ngay từ vế đầu nó đã có vô số vấn đề. Có nghĩa là ở đây là như thế nào? Ở đây nói là con có biết một hội chúng tu tập của một sư hệ phái Nam truyền, một sư hệ phái Nam truyền nha. Đó, gọi tương tự như vậy đó. Như vậy đề cập đây, đức hành tự nói cho quý vị đã bị nắm rõ. Xin thưa quý vị, có một điều mà quý sư ở đây nói đi nói lại quý vị rất là nhiều lần. Khi mà nói là về một vị sư, thưa quý vị,
mà tu theo năm tông, hay là tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, hay là tu theo Theravada, hay thậm chí cái vị đó nói ở xuất gia với ngài Tam Tạng, không, ngài thiền sư đó, thiền sư bên Miến, ngài Tam Tạng bên Miến, không, còn ngài thiền sư ở bên Thái đó, bên hay là bên Tích Lan đó, các kiểu này nọ. Thì chúng ta, quý vị phải ghi nhận nha, chúng ta chỉ nằm ở cái, chúng ta chỉ tư duy ở cái mức à cái vị đó xuất gia như vậy thôi, xuất gia với cái ngày đó như vậy thôi, chỉ nằm mức đây thôi, đừng suy diễn quý vị, đừng suy diễn thêm là à quý vị cái vị này xuất gia với ngài Báo Úc, xuất gia với ngài ngài Upandita này nọ, cái gì không đó, cái ngài thiền sư lỗi lạc Miến Điện đó, thì chắc cái vị này là giỏi lắm, giỏi pháp hành lắm, vị này là tu đúng chánh pháp, đừng 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 thưa vị, đừng đừng có đi, đừng có suy diễn nó đi quá xa, chỉ dừng ở mức đó thôi. Chỉ khi nào mà quý vị tiếp xúc cái vị đó và hỏi pháp vị đó và thẩm định vị đó xem là vị đó có nói những lời, những cái nói theo đúng là Phật dạy trong Tam Tạng kinh điển Pali và trong cái dạy chính thống không, rồi chúng ta mới ghi nhận tiếp, đó là cái điều quan trọng. Bởi vì á, có một cái điều này nè, là đúng là chiếc áo á, không làm nên thầy tu, đúng không, mà thầy tu thì cần chiếc áo. Nên á, là cái việc mà xuất gia là một chuyện, còn cái việc có nghĩa là có hai cái xuất gia, là cái hình tướng xuất gia và cái tâm lý xuất gia. Cái tâm lý xuất gia mới là tiên quyết, thưa vị, tiên quyết là mình có nên theo vị này không, là cái vị này có chánh kiến không, vị này có thể hành theo đúng luật giải không, hay vị này đang đang dạy phi pháp, không, đang mang một cái tà kiến rất là sâu đậm. Mà nếu mà chúng ta chỉ qua hình tướng mà hay qua cái danh tiếng mà nói à cái vị này xuất gia với ngài thiền sư này, xuất gia với ngài Tam Tạng kia, vị này tu bên thiền bên miến 20 năm 30 năm ở trường thiền ngài Bảo Úc, không, 15 năm 20 năm, rồi thậm chí như vậy nè, khi tự nhiên bây giờ sư Hành Tệ nói cái vấn đề này làm sư nhớ đến một cái vấn đề mà gọi là sư tạm gọi là nhức nhối nha, nhức nó nhối đối với thiền sinh người Việt Nam mình, cái chuyện có thật thưa quý vị. Trong rất là nhiều câu hỏi gửi đến ngài Ba Âu, mà thậm chí trong cái phần vấn đáp đó, là có người hỏi ngài Báo là bạch ngài, ngài có đại loại có chứng thiền, ngài có xác nhận thiền đó, xác nhận mà thiền sinh đó, mà đắc sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hay là chuyển sang Vipassana không, thì ngài xác nhận. Và thậm chí những cái đại đệ tử ngài như ngài Rewata này nọ, cái thứ vị đó, ngài Kuvida rồi đó, mấy cái, hay là ngài Chanaka rồi đó, đó đều xác nhận là khi mà thiền sinh lên trình pháp đó, thì các ngài dựa vào cái trình pháp đó, ngài hướng dẫn tu tập tuần như tu tập tuần tự, chứ quý ngài không có xác nhận là ai, ngay bên bóc đó thưa vị, bóc đó thì bóc đó, hệ thống bóc, suy nói hệ thống bóc luôn cho tất cả hệ thống của dòng thiền bóc luôn cho quý vị. Cái ngài không có chứng nhận là vị này đắc sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền thưa quý vị, mà chỉ là lên à trình pháp như vậy, hướng dẫn tu tập. Nhưng mà bên thiền sinh đó, bên bên thiền sinh Việt Nam chúng ta nó có một câu chuyện nhỉ, thì có một vài vị đi qua bản tu thời gian tu 4 năm hay 5 năm gì đó tôi chưa biết, xong về Việt Nam cái nói là vị này đắc sơ thiền, vị này đắc tam thiền, ngũ thiền, rồi xong lập đồ chúng ra, thậm chí có vị được tung hô là đắc thánh thì vị đắc A-la-hán nữa vậy mới ghê chứ đó. Rồi vậy giờ tôi đặt câu hỏi, ủa vậy cái ai ai mà lại xác chứng cho những vị này thiền sinh Việt Nam á, như vị này vừa rồi về đây làm thiền sư rồi lập nên đồ chúng rồi dạy phương pháp của ngài Báo, mà trong khi là ngài Báo á, là tới thời điểm này nha, thời điểm này theo sư biết á, là những cái vị thiền sư mà gọi là chính thức nha, chính thức được ngài Báo ủy thác á, dạy thiền á, hình như là Trung Quốc hình như được một vị gì đó, Indo được một vị đó, còn đa phần là như Miến, mà theo sư biết tới thời điểm này là như vậy, chứ ở Việt Nam này, Việt Nam á, là chưa có một vị nào mà được ngài Bảo ủy nhiệm đó và đứng ra làm thiền sư chính chính thức, tại vì cái điều kiện rất là khắt khe thưa vị, ngoài cái việc mà phải có cái kinh nghiệm pháp hành và phải có pháp học nữa, chứ không phải đơn giản. Để quay lại cái câu chuyện chính là như vậy. Vậy thì bây giờ đặt câu hỏi ra, ủa vậy thì cớ sự ở đâu mà ra mà để đồn các ông sư ở đó, ông đưa ông tu binh bóc 5 năm 10 năm rồi về đây ông nói là ông đắc
tam thiền tứ thiền và thậm chí đắc thánh nữa. Rồi xong lập đồ chúng ở đây rồi tung hô lên là vị này đắc thiền rồi giờ rồi xong rồi nói chung là thu nhận tiền sinh thì dạy rồi thậm chí bị đó xác chứng lại thì bắt chứng nữa là cái sự là như thế nào, cái sự là như vậy thì là do cái vị đó đó tu tập, nói chung là cũng phải công nhận nha, sư cũng phải công nhận là thời điểm mà cái vị mà đó đó cái vị mà được nói là phong đắc thiền này nọ tự cho mình là đắc thiền đó. Thì khi trình pháp đi lên trình pháp với ngài thiền thiền sư thì thường theo sư biết là thường là qua thông dịch, thường thường là qua thông dịch của người Việt Nam, mà cái người thông dịch đó cái vị mà sư thông dịch đó là người Việt Nam luôn giống như là lên trình pháp đại loại nó mô tả gì đó thì nghe thì giống như ngài thiền sư cũng khen thứ vị cũng khen là đại loại tu tốt vậy đó, nhưng mà cơ sự là sao, là do công dịch thứ vị công dịch ông suy diễn vì hiểu không, có nghĩa là công dịch đó ông những cái lời ví dụ là khen khích sách tấn của các ngài tu tiếp đi con tu gì đúng hay là lại đó cái đề mục như vậy 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 thấy Dũng nghe tạo tướng có tạo tướng hay là đó như vậy đó, cứ duy trì tạo tướng thì chính ông thông dịch đó là ông suy diễn, ông diễn cho ông này nè cái vị này là bây giờ đắc, chắc phải vô sơ thiền hay là nhị thiền tâm thiền tứ thiền rồi ông đi rồi ông mới xì ra cho mấy những thiền sinh khác cái vị này là cái vị này mới qua tu nhưng mà tu tốt lắm tụi nãy tôi trình trình pháp với tôi dịch ngài thiền sư xác nhận đó. Xác nhận là cái vị này tu cũng đại loại cũng đặt sơ thiền hay như thiền đó chính vì như vậy thưa vị, chính vì như vậy xì ra xì ra rồi xong cái suy diễn cái vô tình cái tự cái bản thân cái vị kia cũng cho mình là như vậy đó, cái cớ sự mà rồi xong rồi về Việt Nam tu thời gian xong về Việt Nam mặc dù các ngài sư không cho nói là phải tu tiếp đi đừng đừng có về Việt Nam đó, xong rồi nghĩ mình đắc thiền rồi xong về Việt Nam rồi đó cớ sự là chưa kể đó rồi lập đồ chúng lên rồi tung hô mình là đắc nhị thiền tam thiền tứ thiền rồi xong thậm chí là đắc thánh luôn rồi không lập đồ chúng ra dạy người ta, đó là một thực trạng rất là nhức nhối thì việc rất nhức nhối đối với một số xin nói là một số nha một số thiền sinh người Việt Nam mà đi tu tập báo đó chỉ cho quý vị hiểu thì huống chi nghĩa là tình trạng mà báo á, mà xảy ra như vậy thì huống chi mà những cái vấn đề mà nói là một vị sư mà năm truyền rồi lại phong người ta đắc sơ thiền nhị tam thiền mà bằng cách ngồi uống trà cắn răng này nè, cái này nó quá thô, thưa quý vị sử dụng từ quá thô, nó quá thô thiển đi đó. Nếu mà bây giờ mình mà không mình bản thân mình nha mà giáo lý mình biết sơ cơ đó, mà mình không nhận ra được đó, thì làm sao mà sư nói quý vị nha, làm sao mà mai này mình qua báo mình tu đó, mình có đủ kiến thức mà giống như mình nhận biết được cái vấn đề mà sư vừa kể thưa quý vị đó. Hay là thậm chí mình ở Việt Nam nè, Việt Nam luôn mình cứ nghe qua cái phong phanh cái loại vị đó tụi đó tin bên báo về đó ngài thiền sư đó, phong vị đó đắc đắc tam thiền tứ thiền ngũ thiền đủ trình độ gia thiền đủ trình độ gia thiền của dòng thiền báo thì vị phải thấy chết giống như chết ngưỡng ngưỡng cửa thiền đường cho nên là trước khi kết thúc cho cái lại chạy lại 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 này thì sư nhấn mạnh với vị là mình phải có một mình trước khi mình làm cái gì mình phải nghiên cứu giáo lý thật là kỹ đó. Rồi mình phải nghiên cứu dòng thiền đó chính vì mình có giáo lý vững thì bị rồi mình nghiên cứu dòng thiền đó rồi mình có cái sự tàm quý trong thực hành pháp có nghĩa là đó. Rồi chính vì mình có tàm quý có niềm tin đúng đắn thì mình không có dễ mà bị những cái là những cái những cái phù phiếm hay vậy những cái mà những cái là bóng bẩy bên ngoài mà để cho mình có niềm có cái niềm tin mà nó sai lệch cũng mong á là qua câu hỏi này nè câu hỏi này cái vấn đề mà nói là chứng thiền rồi uống trà cắn răng nó quá thô đi nó quá thô nó quá nhận biết đi chưa chỉ kể thì khía cạnh mà gọi là có những cái mà nó xác nhận vị này chứng vị này kia không chứng rồi mang danh mà dòng thiền ngày bóc về gọi là mưa làm gió thì bị mà vốn dĩ là những cái người đó nha những người đó là đôi khi họ họ không có đủ trình độ để dạy thưa vị đó rồi để gây cái sự hiểu lầm như vậy thì rất là nguy hiểm vị nên ghi nhận sự việc kỳ kiện này và cũng xin kết thúc phần trả lời hỏi này. Cho nên trong việc thực hành thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Và như sư Đại Đức Tuệ Tường nói, cái áo thì không làm nên thầy tu. Thầy tu thì đúng là cần cái áo đó, nhưng mà cái áo thì không làm nên thầy tu. Và sư hết sức mong mỏi và cũng cầu chúc cho quý vị tìm được
cái đúng con đường chánh.